Thì xin kính chào và cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiên nha. Và cô chú hay xem video của gia đình Tiên tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Video này là Tiên đang ở Tokyo. Thì cái chỗ Tiên đứng này á là ngay cái đài truyền hình của Nhật Bản luôn. Và xung quanh đây toàn là những tòa nhà cao ốc không à. Xe điện này kia cũng chạy, mà là xe điện không người lái nha. Tham quan chỗ này xong á, gia đình Tiên sẽ lên xe điện không người lái, rồi đi qua một cây cầu và đến một cái vịnh. Thì cái vịnh này á là cái vịnh nhân tạo ở Tokyo nha, gọi là Odaiba. Thì ở trên đây có một khách sạn 5 sao của Mỹ nhưng mà được đặt ở Nhật, có tên là Hilton. Một tí nữa vào thì Tiên sẽ quay cho bà cô chú xem. Nhưng mà tiếp theo đây Tiên quay cái đồng hồ á, thì có một câu chuyện xảy ra rất là thú vị với Bana. Chỉ nhìn trên cái đồng hồ á, thấy nó bự á, rồi cái kiểu gì nhưng mà nó cổ á, chỉ sợ. Chỉ vừa nhìn mà chỉ đi lui, cái vô tình trúng vào cái cô người Mỹ mà thắt cười lắm kìa. Bà cô chú xem cái cảnh này nha, rất là dễ thương. Ủa cái nhìn cái này mà thấy giống cái cô ấy, cô ấy. Ôi. 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 Đi bắt cửa, bắt cửa, bắt cửa. Ta ta đi. Ơi, cô ấy, cô ấy. Bây giờ gia đình Tiên sẽ lên xe điện không người lái này. Cái này tên tiếng Nhật á, có tên là Monorail, chạy tuốt ở trên cao giống như là xe điện bên Việt Nam mình vậy đó. Từ trên mình có thể nhìn xuống dưới được. Từ đây gia đình Tiên sẽ băng qua cây cầu bên kia, qua bên cái phần đất bên kia. Thì ngày xưa bên kia là cái biển thôi, bây giờ là người ta đã xây thành một cái vịnh luôn, và gọi đó là vịnh nhân tạo Odaiba. Ở Tokyo thì có mấy cái khách sạn Hilton lận, đây là ở Odaiba nha. Đó giờ Tiên cũng chưa có đi khách sạn 5 sao lần nào hết trơn á. Để vào đây coi thử bên trong như thế nào, Tiên cũng sẽ chia sẻ với bà cô chú. Bây giờ bà cô chú cùng đi với Tiên vượt biển, đi qua một cái vịnh nhân tạo nha. Mama, cái này là gì? Nước đỏ này. À, umi đó con. Umi. Fuji thế đây đi. Cầm thì nói là cái chỗ mà có cái hình cái vòng tròn tròn á là chỗ gì chưa gì mà cái chi đây cái đây hai chiếc qua cầu rồi. Bây giờ là sẽ qua cầu nè, Tiên sẽ băng qua cái con sông con biển này. Cái chị nhỏ nhỏ thôi con, cái gì vậy? Con mới biết xa sao mình sợ lên chút bay lên trên này. À, nó có thể là có cá mập. Này đứng cẩn thận nha. Ngủ nữa đây, không xuống đi, ở đây nguy hiểm,
ơi, đẹp quá bạn ơi. Bên cây này cây ô liu gì đấy bạn? Ôi. Ôi mọi người chú coi gì nó bự rồi nè. Ôi, khủng khiếp. Đối diện là cái này đài truyền hình Fuji nè, của Nhật nè. Kế bên luôn, giáp biển luôn. Thôi lung linh. Banana ngủ rồi. Banana đang trên xe tự nhiên ngủ ngang à. Ôi tôi thấy ở đây người ta trồng cây ô liu nhiều quá vậy ta. Đây đây nè, trồng ô liu không à. Kìa trái nhóc hết trơn kìa. Chị hai ơi, bên nè. Ôi Hiu con Tokyo. Ôi đây ba. Ôi con người đang chết đi. Ôi đông thế. Trời thơm quá. Trời vô đây thơm quá. Ôi thơm quá, thơm quá. Wow. Sugoi. Bên ơi. Con có ngửi thấy cái mùi thơm không? Thơm không? Kiếm cái chỗ nào ngồi các bạn ơi. Anh đi chịu. Hồi hóa trường người đang check in. Chồng đi nói là ở đây mà ai mà có cái thẻ màu vàng thế này nè là mình được ưu tiên làm trước á. Hình như là bên kia người ta có để kẹo cho mình nữa hay gì kìa. Tí nữa mình xem thử nha. À con nói đi. Ừ đúng rồi, bên này mình sẽ ngủ ở đây nè. Cái lúc nãy là thôi mình không ở nữa, bên này mình sẽ ở đây. Bây giờ nhà tiên đang check in thì lúc nãy là có anh Lợi thấy tiên cầm cái vali đó, ảnh Lợi nhận cái vali giùm tiên rồi đưa cho tiên cái thẻ, thì tiên mới vừa đưa cái thẻ cho chị. Đang vui không? Hình như là khách sạn này chồng tiên thuê đâu là một đêm, tiên thấy giá lúc nãy là gần 5 măng, tương đương khoảng chừng 80-90 triệu tiền Việt Nam mình. Tí lên đi xem phòng như thế nào nha. Anh ăn cà cô mua đi vô, cà xì mua đi vô. Phòng mà lễ tân tiên thấy có chuẩn bị. Haribo nó đẹp đi. Kẹo bánh này kia cho mình nè. Con ăn bánh này không? Bánh này bánh gì ngủ? Dạ, đây cho bánh. Orange juice thì có kẹo ở đây bên, con muốn ăn kẹo không? Biscuit. Lấy về cái bánh lên phòng nè. Ok. Ok, tôi sang cô đây gà ski. Con lấy cái này cho tôi sang đi. Hai cái, tôi sang thích cái này nữa. Hey, go. Năm cái. Sang cái. Bảy, tăng bảy. Bảy không năm nha. Sao lấy nhiều quá vậy? À, đúng rồi, một cái cho Na nữa hả? Wow. 705 nha. Ôi đẹp quá mọi cô chú ơi. Đúng là biển thiệt. Như nè, mấy cái đèn, bên nhìn mấy cái đèn giống như con cai quá bên. Cái con sò. Thấy giống không? Tại vì ở đây gần biển á. Ôi, im quá. Tới chưa? Đây, thẻ đây. Cầm thích chưa? Rồi đó, mở ra. Đây là cậu nhập chứ. Đây con để cái thẻ vậy. À, được rồi đó. Rồi con để cái thẻ vào đây, để cái thẻ vào đây nè bên. Có cái giường nhỏ nữa. À, dưới đi chơi rồi. Bên với bên đang ngủ trên giường rồi đó. Ừ. Bên. Rửa tay chưa? Ơi, phòng đã lắm rồi cô chú ơi. Bên ăn nha. Ok. Có tủ cho mình nè, hồi ơi.
kiểu như phòng như là đúng là của Mỹ khác, màu cũng khác, bằng cây. Cái phòng này là phòng gì thì không biết, nó mà khóa lại là không có mở được. Nhà vệ sinh, ôi khách sạn Hilton, cái bồn tắm cũng bự nữa. Ui, ôi sao bông ngủ vậy, ôi gì là đè xuống luôn. Ồ, mới xí rồi. Ồ, lavender, nhìn chờ cái màu, có cái mùi thiên thích. Xin vui nè. À, nhà vệ sinh chung với lại nhà tắm ha. Thường phong cách của Nhật là sẽ cái nhà vệ sinh nó riêng đó. Chị em ly này kia cũng chuẩn bị cho mình luôn. Trà, cà phê. Trời ơi, tiêu khóa như là cái view. Ôi, Ben nhìn cái view kìa. Cái đó vậy yeah, sợ quá. Ôi Ben, helicopter kìa. Chị khăn kìa. View nó mẹ. Ôi, im quá hả. Ủa sao nó sát kẹt. À phải rồi ha. Đang mở được không? Được, được, được. Cái cố kìa đúng rồi, bye bye. Mày ơi, Tiên đang ở là trên tầng 7. Sát đây à, ở đây là người ta dọn bên lên cho mình kìa. Em bên đây, bên anh bên đó kìa. Wow, she got it, kìa. Cái cầu kìa. Đâu rồi, nè em mời cô chú ơi, đèn truyền hình Fuji nè. Kế bên luôn. Ai ơi, im quá. Ngon hả? Bé thấy chỗ này đẹp không? Mình đi tắm bộ bé ơi, đi xuống dưới xe, đi xuống xuống biển tắm bộ. Mẹ mắt là ni đó. Mắt là khô đây nè. Dính của mẹ rồi. Thôi mình ăn cả yogurt. Ừ, ngon. Ừ. Tính mình xuống dưới tắm bộ bé ơi. Ê, đi vô. Có cái giường nhỏ nhỏ cho hai đứa nè. Nhảy vào xuống. Ok đây, ok lại. Ừ. Trời ơi, đẹp quá. Có bé nè. Cái giường này của bé nè hả? Rồi biết rồi, chị nói cái giường của chị đó. Ê, bé ngủ rồi. Rồi mẹ ngủ đâu? Mẹ ở đây. Rồi mẹ ngủ đây nha. No. Đối diện với khách sạn Hilton luôn là Awa City ở đây. Đầu tiên xem thì trong đây có bán thức ăn với lại quà lưu niệm, nó cái này cái kia nhiều như lắm, nhiều luôn. Về gia đình thì xem nhanh qua đi mà ăn tối. Này bắt hop. Tự nữ thần tự do cơ chú ơi, như là đang ở Mỹ luôn vậy. Ok, bệnh này là cái bệnh mà nhân tạo á, cái bệnh ở Tokyo Odaiba này nè. À Ben, người ta đang làm magic kìa Ben ơi. Ben, người ta đang làm cái gì kìa. Ôi đẹp quá, đi đôi, đẹp quá đi. Đâu lại xem thử nào, magic. Lại xem. Xích lại trước đi. Ichit, hak shi ni kaite kudasai. Chikazuku de hak shi, koe max de yoroshiku oregashimasu. Hak shi motto hontou ni mokka iko. Motto koe dase ni soko de. Nhà tiên vào quán ăn này Green Asia Tokyo đối diện luôn. Thì ở đây đặc biệt là người ta bán rất là nhiều món ăn châu Á, ví dụ như Indo nè, Việt Nam nè, Thái nè, Ấn Độ nè, đủ loại hết trơn. Gia đình Tiên chọn món của Indo. À con cầm điên tí là mình có thể ấy được đó. Chơi gạch chơi cha được đó. Wow. Wow. Thơm. Đây
何これ。あ、私の好きなやつ。あ、それやな。あ、これ食べる？なんぱ。なんすんげぼけちゃんよ、なんで。ち、小さい、ちゃわん。おいしい。あ、すれて。なんぱ、いや。Hồi nãy giờ gia đình Tiên chơi bên cái Awa City đó. Bây giờ tối rồi đi về. Thì tiếp theo là có một cuộc hẹn gặp rất là đặc biệt. Cô với lại chị chứ anh chị là từ ở bên Cali sang á. Con xuống hả mẹ không con? Ấm hả? Anh chị là ở bên Cali sang nếu mà thăm mẹ với mẹ nè. Là đặt phòng khách sạn chung với gia đình Tiên luôn. Bây giờ gặp anh chị nè. Anh chị là cũng mới tới đây hồi đâu chiều à. Mà lúc tới là gia đình Tiên đang ở bên kia rồi. Chị nói chừng nào quay về thì dành cho anh chị. Chắc là hẹn gặp ở cái thế giới sảnh này. Tức là xua được không? Because you guys like the famous of the world now. So you know, it's a little star, big star. Okay. Hello, Bana. Ủa, anh chị là ở, anh ở đâu có năm ổ cơm của Cali? Mình ngồi đây có chuyện không? Lốt. Lốt là cái chỗ của Cam á. À, gọi là của Cam. Yeah, one of these guys in my family go over. Yeah. Hello, Bana. Cọp á, kêu bằng cọp á. Shall we eat the movie star, right? Star. Movie star. No, yeah, what is it? No. Mama. Chị ngay nhảy quá vậy. Bé Bảo. Quen bé Bảo. Biết mà, chưa quen mà. Mở hả? Đâu con là con kêu cô mở cho con đi. Let me open it for you. À, cô mở giúp con. Nè. Để đem tập cho quen. Trời ơi. Đang thương hay cô thương mà có chạy trốn không mà. Thương mà. Trời ơi, cưng chết luôn. À, ít tình hồ, cho nên đồng ý tình hồ ra chê. Rắc xe nôi chị cần. À, thank you. Anh chị lặn lội từ qua tốt của mình. Ở mình là mình đi sang du lịch hay sao? Mình đi du lịch hay là... Thì là mình đi du lịch thôi. Nhưng mà đều có một cái là luôn tiện đi về Việt Nam. Chị đòi gặp mấy đứa này nè, là anh nói ghé. Ủa, vậy là dự định của mình là đi về Việt Nam? Đi Việt Nam. Nhưng mà yeah. Mấy cô nhỏ này, yeah, tại mấy cô này mà phải ghé vậy? Yeah, we plan to go Vietnam, but we said all the way that we want to stop by to see these two little girls. Anh yeah. Hút tôi. Mà cô chú ơi, Tiên bây giờ lên phòng, anh chị đi tản bộ tới ngày mai thì sẽ hẹn nhau xuống dưới ăn cơm sáng, đi vòng vòng chơi. Thôi video này Tiên xin phép kết thúc ở đây nha. Anh chị nói là quà cho tụi nhỏ đó mà một cái vali vậy đó. Tiên ơi, Tiên ơi. Chị mất tiêu rồi, Tiên kết thúc video nha.